Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon nha. Như đã hứa thì hôm nay mình đã làm video hướng dẫn các bạn cách làm sữa chua chuẩn nhất. Mình đảm bảo các bạn làm theo công thức của mình sẽ thành công 100% đó ạ. Các bạn nhìn này, đây là sữa chua mình mới ủ xong, chưa hề cho vào ngăn mát tủ lạnh đâu ạ. Sữa đặc lại, nghiêng hộp không hề bị chảy. Mình cảm giác sữa chua tách lớp ra và không hề bị dính lại ấy. Để mình xúc một thìa cho các bạn xem nha. Các bạn nhìn này, sữa mịn đặc sệt, rất là ngon và rất là đẹp mắt. Vậy các bạn hãy cùng mình bắt tay vào cùng làm nhé. Các bạn nhớ like, share, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều. Trước mắt về nguyên liệu, mình dùng 3 bịch sữa tươi 220ml. Các bạn chú ý là ở đây mình sẽ dùng sữa tươi không đường nha. Dùng có đường thì sữa chua làm ra rất là ngọt đó các bạn. Và một hộp sữa Ông Thọ. Các bạn có thể dùng loại sữa khác cũng được nha. Một hộp sữa chua làm men sống. Với sữa chua khi mua về, các bạn chú ý giúp mình những lưu ý là các bạn xem dưới hộp có ngày sản xuất đấy. Các bạn sẽ chọn loại mới sản xuất nhất tầm 7 ngày trở lại là tốt nhất nha. Càng để lâu thì chất lượng men sống sẽ càng kém đi. Đây là lọ đựng sữa. Tốt nhất mình nên dùng loại thủy tinh nha. Mình không có lọ thủy tinh nên mình dùng tạm loại nhựa cũng được. Trước tiên mình sẽ đục hộp sữa Ông Thọ và đổ vào bát lớn nha. Mình dùng thìa để gạt hết sữa trong ống ra nhé. Ba bịch sữa tươi thì mình sẽ cắt và đổ vào luôn nha. Các bạn chú ý là sẽ đổ nhẹ nhàng thôi nha. Mình đổ nhẹ nhàng vào để hạn chế sữa bị tạo bọt nha các bạn. Bịch thứ hai. Bịch cuối cùng nha. Bây giờ mình lấy cái cây đánh trứng để mình khuấy đều hỗn hợp sữa nha. Bước này các bạn chú ý là khuấy nhẹ tay và khuấy theo một chiều nhé. sẽ đổ nước sôi vào hộp sữa nha. Các bạn chú ý là phải dùng nước sôi 100 độ. Mình chỉ đổ 1/2 hộp sữa thôi nha. Nếu ai thích sữa chua nhạt hơn thì cũng có thể đổ một hộp sữa nước nha. Đổ vào hỗn hợp sữa nha. Khuấy lại lần nữa để cho sữa tan hết. Tiếp theo thì mình sẽ đi nấu sữa nha. Các bạn chú ý là sữa mình sẽ nấu ở mức lửa nhỏ nhất nhé. Vừa nấu vừa khuấy nhẹ tay theo một chiều nha các bạn. Mình sẽ đun đến khi nào mà sôi lăn tăn như thế này là được rồi đó các bạn. Các bạn mang ra ngoài để nguội nha. Sữa của mình bây giờ thì cũng đã nguội rồi đó các bạn. Để mình dùng nhiệt kế đo thử nhiệt độ nha. Nhanh nguội hơn thì các bạn có thể cho vào cái thau nước ấy, cái thau nước lạnh. Nhưng các bạn chú ý là hãy khuấy nhẹ tay lại để sữa không bị đóng váng nha. Ok, hơn 42 độ C như vậy là đã được rồi đó các bạn. Nếu không đo nhiệt kế thì các bạn có thể sờ thấy hơi ấm ấm là được đó. Giờ mình cho sữa chua giống vào nha. Mình sẽ dùng thìa và múc một ít để cho vào trong hộp sữa chua. Sau đó thì sẽ khuấy nhẹ tay và khuấy đều. Làm nhẹ nhàng giống như là mình đang chăm em bé đó các bạn. Các bạn nhớ like, share, đăng ký kênh giúp mình nha. Giờ mình sẽ đổ sữa chua vào nha. Đổ cũng phải từ từ và nhẹ nhàng thôi. Xong rồi thì mình sẽ khuấy đều để cho sữa chua nó hòa tan vào với cái bát sữa nha. Bây giờ thì mình sẽ đi lọc qua một cái rây nha. Bước này nhằm làm sữa chua mình được mịn màng hơn đó các bạn. Nếu có bọt khí thì mình sẽ vớt bỏ bọt khí đi. Giờ mình múc ra từng khuôn nhỏ đó các bạn. Nếu bạn nào không có khuôn nhỏ thì có thể ủ bằng bát lớn luôn cũng được. Nhưng như vậy thì sẽ kém hiệu quả hơn là mình cho ra từng cốc nhỏ. Với lại khi để cả bát lớn các bạn lấy ít dần ra ăn thì sữa chua dễ bị chảy nước lắm. Đây mình chỉ có 10 khuôn thôi. Số còn lại thì mình sẽ cho vào các cốc nhỏ và bịt lại bằng giấy bọc thực phẩm nha. Với số nguyên liệu của mình thì mình làm được khoảng 14 hộp sữa chua to như thế này. Ở trên bề mặt của nó có bọt khí, bây giờ mình sẽ vớt bỏ đi nha. Nếu để bọt khí thì sẽ tạo lỗ trên bề mặt, nó sẽ không được đẹp. Xong rồi, mình dùng nắp đậy kín lại nha các bạn. Bước tiếp theo cuối cùng cực kỳ là quan trọng là bước ủ. Ở đây mình ủ bằng nồi cơm điện nha. nhưng số lượng ủ rất là hạn chế. Ở đây mình dùng 2 nồi mết ủ hết được lượng sữa chua này đó các bạn. Các bạn nên dùng thùng xốp mà người ta hay dùng để đựng đá ấy, thì sẽ đựng được nhiều hơn nha. Các bạn cho nước vào nồi, ước chừng ngập đến 2/3 hộp sữa chua nha. Tỷ lệ nước cũng rất là quan trọng. Thường mình sẽ pha 2 sôi 3 lạnh, tức là dùng 2 phần nước sôi thì pha với 3 phần nước lạnh. Mình nhắc lại là 2 sôi 3 lạnh nha, vì cái này là rất là quan trọng. Bây giờ mình sẽ cho sữa chua vào để đậy nắp nồi lại để ủ nha. Thường thì mình sẽ ủ từ 8 đến 10 tiếng. Nhưng cứ đến 2 đến 3 tiếng là phải thay nước một lần nha các bạn. Mình đã ủ được 3 tiếng rồi đấy. Mình sẽ cắm phích điện để chế độ ấm khoảng 5 phút nha. Sau 5 phút thì phải rút dây điện ra, để nóng quá nó sẽ bị chết cái con men nha. Đối với ủ bằng thùng xốp, các bạn nên thay nước mới nha. Tỷ lệ nước cũng 2 sôi 3 lạnh. Và đây là sữa chua của mình sau khi ủ được 8 tiếng rồi đó ạ. Như các bạn đang nhìn thấy, sữa chua mịn và rất là đặc. Nghiêng hộp, mình nghiêng cái hộp mà nó không hề bị chảy nhé. Mình ngủ 8 tiếng thì độ chua vừa phải. Các bạn muốn chua hơn thì tăng thêm cái thời gian ủ từ 9 đến 10 tiếng nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Kênh nha. Chúc các bạn vui vẻ. Các bạn nhớ like, share, đăng ký kênh cho mình nha. Bye bye, tạm biệt các bạn nha.